cuộc đời ôi vui sao khi xích lại gần với nhau, làm ta thêm yêu đời biết bao. Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn trân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Kỳ vậy trời. Trời ơi, ăn mặc gì kỳ vậy? Nhìn không có giống ai hết trơn á. Bởi vậy con người khổ dễ sợ, không có biết thời trang nhìn. Bởi vậy đâu có ai để ý tới đâu. Suốt ngày ở nhà đâu có làm gì, đâu có ra đường đâu mà biết cái gì. Trời đất ơi, nhìn kìa quê mùa chán muốn chết luôn vậy đó. Trời ơi, bây giờ mình nè, đợi ông xã về chở đi ăn đó. Mà ăn nhà hàng nữa chứ, ăn toàn là đồ hải sản không mà. Trời ơi, bệnh kìa, vô uống thuốc đi bà nội. Không phải bệnh, dị ứng ha. Nói nghe nè, nếu mà không có dầu thơm xịt đó thì nói đây đi, dầu thơm xịn nhiều lắm, mấy hiệu ở trên á, cho ăn chay để xài nha. Trời đất ơi, xịt cái mùi dầu thơm vậy nghe như mùi dầu thơm cúng vậy đó, nghe như là mấy người đồng bóng xịt vậy đó. Ôi, khó chịu gần chết bởi vậy nè. Nguyên cái xóm này nè bị ung thư mũi hết trơn á. Tôi chuẩn bị nè, giờ trời đi xét nghiệm coi có bị không. Đi đi đi, đi xét nghiệm đi. Trời ơi, tôi là tôi không thích nói chuyện với mấy người như vậy đâu nha. Mà sáng ra là gặp như vậy là không có hên rồi đó. Trời ơi ông xã ơi, em về lẹ lẹ đi, chở em đi ăn nhà hàng chứ. Trời ơi, mình đi ăn nhà hàng về mỗi ngày mình ăn á, chắc mình mập chết. Rồi mình mập mình, ông xã mình phải tốn tiền mình thẩm mỹ viện nữa, chắc chết quá à. Em nói nghe nè. Gì? Chút nữa ăn nhiều đồ ăn chắc tôi nghĩ chắc dư á. Có ăn không tôi gói về cho. Xin lỗi, ở đây giảm cân, không có ăn ba cái đồ chiên xào, không ăn đồ nhà hàng, chỉ ăn yến thôi à. Trời ơi, giảm cân chi vậy trời. Nhìn vậy đâu có ai ngó tới đâu. Ế thấy bà kìa. Ê, ế là xu thế của chế. Chế thích vậy đó. Ngộ vậy trời. Bà nhìn tôi vậy đó nha. Nhưng mà tôi khác thường lắm đó. Trai theo nhiều lắm đó nghe. Nè, 28 nè, 25 nè, 15 nè. Cái gì? Bà nói cái gì? Mới nói gì 15 hả? À. Trời đất ơi, bà không sợ tù hả bà? Lộn, 18. Trời ơi, quá đáng à. Bởi ta nói mấy người có chồng rồi á, thì nên yên phận đi. Xài có người à, cho nên không biết được. Không biết được tình yêu là gì. Đó, tình yêu của tôi là như thế này đây nè. Tôi kể cho nghe. Em thích ăn rau củ đúng không? Ừ. Trời ơi, tráng sĩ tươi xanh. Nhìn bề ngoài của tôi có vẻ lạnh lùng bất cần như vậy đó. Nhưng mà dưới ánh đèn lung linh huyền ảo, tôi bí ẩn lắm, tôi tiềm ẩn lắm, tôi khác người lắm.
đôi giày Kim Tuyến hôm trước tôi mang không? À, cái đôi giày mà bà đi đám cưới á phải không? Trời ơi, cái đôi giày đó đẹp đó. Trời ơi, đẹp quá. Tôi định hỏi bà là bà mua ở đâu để tôi kêu chồng tôi mua. Sai. Chồng bà làm gì biết được cái chỗ bán giày đó. Trời đất ơi, cái kiểu người ta fashion như vậy chỉ có trai trẻ mới mua được thôi. Trai tặng tôi đó. Bà biết không, cảm giác của người phụ nữ độc thân là nó sướng lắm, thấy không? Trai trẻ nó bu quanh mình giống như là ông bướm dờn vậy đó. Đã quá ha. Đã không? Đó, thấy chưa? Bởi vậy bà nghe lời tôi đi. Trời ơi, cả ngày cứ chồng, chồng, chồng. Chán lắm. Lo ăn, lo uống nè, còn phải chờ đợi coi hôm nay có về sớm, về trễ hay có đi với con nào hay không. Ngán, thiệt là ngán vậy đó. Sao bà biết hay quá vậy? Thì có riết làm như bà nói vậy tôi cũng thấy hơi ngán ngán rồi đó. Thấy không, tôi nói cho bà biết nè. Đối với trai á, là mình phải chảnh lên, phải kêu ngạo lên, phải tạo một cái cảm giác là... Hiểu không? Nhìn mặt là biết không hiểu rồi. Thôi tôi không trách được bà. Phân tích cho bà hiểu nè, thấy không? Phải tạo cảm giác như ở gần, giống như ở rất xa. Đó, không được tỏ vẻ như mong đợi với những hành vi gần gũi. Anh còn một món quà dành cho em nữa. Cảm giác nó khó tả lắm bà ơi. Bà biết sao không? Sao bà? Sau khi hôn xong đó thì lập tức ảnh móc. Anh móc gì? Chiếc nhẫn ra tặng tôi nè. Ôi, chiếc nhẫn đẹp quá à. Thích quá à. Không lấy giờ tôi bỏ tôi vỏ tôi. Ê sai. Của tôi. Tặng nhiều thứ lắm, thích lắm bà ơi. Bà sướng quá à. Bà được tặng giày. Bà được tặng nhẫn. Chắc mai mốt bà được tặng xe hơi nữa. Nhà tôi có điều kiện, tôi không có cần đâu. Tôi chỉ cần một trái tim yêu chân thành là được rồi. Thích không? Chắc về bỏ ông vỏ quá. Bà Châu ơi, bà Châu. Hả? Trời đất ơi, nổ đi. Bà Châu ơi. Ủa ba. Gì con? Trời ơi, mấy cái quên hóa đơn này còn xài nữa không? Không xài con đem dọc à. Hóa đơn gì vậy con? Hóa đơn mua hàng ngoài chợ này trời. Mua gì đâu cả đống rồi không có xài. Hóa đơn tiền điện, em vô đi con, hóa đơn tiền điện. Tiền điện, tiền điện, hóa đơn bữa bà mua nè. Cái áo cái đầm nè, ở chợ ở đúng rồi. Coi ra cái đổi được không? Cái gút Kim Tuyến đó. Bữa bà đi nè, nó đi có hai lần à. Xúc hộp tùm lum tà lá trơn à, có cái trả được không? Ủa cái đôi giày Kim Tuyến à. Đúng rồi nè. Chiếc nhẫn bà đó nè. Ủa cái hộp đâu vậy? Trời ơi, rớt hả? Trời ơi, chưa dán không có kỹ hết trơn hộp. Hộp xoàn nó rớt như hộp dạ. Ủa cái đôi giày Kim Tuyến là bà mua ngoài chợ hả? Dạ. Rồi chiếc nhẫn này bà cũng mua ngoài chợ luôn hả? Là bà mua hết đó hả? Dạ. Trời đất ơi. Cái gì vậy bà? Trời đất ơi. Trời ơi, trai tặng. Dễ sợ quá à. Đúng mà. Ế là xu hướng của chế. Chế là bà chế thì có. Chế gì? Bà chế á. Bà chế ra những tráng sĩ đó. 15, 18 của bà đó. Trời ơi. Mô Phật à. Chút xíu về bỏ ông vỏ rồi. Bà nổ dữ vậy hả? Con quỷ. Quỷ vô duyên. À, dạ. Bà. Quá đơn của bà. Con đi chơi với trai nha. Còn bị gói bạn đỡ nha. Ở trong nhà hôm nay coi tôi ra cái gì hết trơn á. Oan gia, trời ơi là oan gia. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả.